Thì nó cũng là một vấn đề khó. Thì người xưa họ nói là họa hổ, họa bì, đan họa cốt, tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Dễ cọp, dễ da, chứ xương khó dễ. Biết người, biết mặt, chứ khó biết lòng. Nhưng mà nói vậy thì nói, nhưng mà đối với đạo Phật thì Đức Phật lại với cái lòng từ bi vô lượng, nghĩa là cái lòng từ bi của Đức Phật nó không có bờ mé. Cái chỗ này mà để mình để chúng ta quán chiếu á, thí dụ giữa tôi với cái huynh đệ trong chùa, tôi thì có cái là đặc biệt tôi không thấy được tôi. Nhiều khi mình không để ý, mình không thấy được mình. Chỉ khi nào mình dòm vô cái gương thì mình mới thấy cái mặt mình. Nhưng mà nhìn cái mặt của mấy huynh đệ trong chùa, cái ngày nào mà các vị vui, các vị nghĩ điều lành, tôi nhìn thấy mặt vào ngày đó, sáng thức dậy dòm vô cái khuôn mặt của các vị, tôi thấy rất là hớn hở và nó có một ánh sáng đặc biệt. Còn mà cái ngày nào mà các vị làm không ra tiền, hay là các vị đang bồn chồn lo lắng bất an cái điều gì đó đó, sáng ngủ dậy đó thì cái mặt nó hớp vô, nói về có nghĩa là đêm nó ngủ không được, nó hớp, nó đành rồi, mà nó đã nó ra dậy mà nó có một cái ánh gọi là cái luồng hắc khí. Thành ra người tu mình á, nếu là người Phật tử nói chung là xuất gia hay tại gia, Đức Phật luôn dạy cho chúng ta hãy cái chữ quán từ bi. Mình luôn luôn mình quán chiếu, mình lấy cái tâm mình dùng cái đạo từ bi á, thì con người mình nó sáng lắm. Dầu nước da đen đi nữa, lòng nó vẫn sáng. Sáng đây không phải là cái mặt sáng, nếu mà nói là mặt sáng thì thôi, bây giờ nó đủ thứ cái loại kem, thế giới này đủ thứ loại kem răng kia mà người ta thấy họ có loại kem xích cho răng nó sáng ngời, đừng nói chi cái khuôn mặt bằng da bằng thịt. Nhưng mà sáng đây là sáng lòng, cả sáng cái khuôn mặt, cái sắc diện của mình. Riêng bản thân tôi thì tôi cũng có nhiều lúc đó, khi nào mà tôi bạo vọ hay tôi bất an, tôi cũng lên tôi dòm tôi khuôn mặt tôi thấy tôi còn ghê tởm. Tại như tôi đã thường nói thật đó là tôi vốn sanh ra đó, theo lẽ tôi đâu có lai người Khmer, nhưng mà gần đất Khmer cho nên nước da nó bánh ít. Mà khi nào mà tôi về tới cái đất Khmer đó, Trà Vinh đó, nơi chốn tổ, hay là tôi qua Campuchia tôi làm việc phước thiện, là tôi về là đen thâm luôn à. Mà tôi không phải là người Khmer, hoàn toàn cha mẹ tôi các vị gặp rồi đâu phải là người Khmer đâu. Không có lai Khmer, không lai là người Kinh Rạc đó. Nhưng mà khi mà đi tu á, thì thành ra tôi không có được cái phước như mấy cái huynh đệ khác là nhiều người ta xa lánh mình lắm. Chỉ có riêng cái thầy tôi thương tôi.
thầy tôi thương là không phải thương gì, là tại vì ổng không có người cho nên giống như tôi về để mà đỡ tay đỡ chân, đang lúc cái chùa nó bị cầu gọi là gió nó lóc cái nhà bếp thôi, chứ còn mà ở các thầy khác ở thành thị rồi là tôi bị hắt hủi lắm. Thì thầy tôi mới nói rằng là ông số ông nước da thì không được đẹp, mà thời lúc đó tôi đi tu năm 14 tuổi thì tuổi dậy thì mà rồi nói chuyện thì ồ ề, cho nên thôi hãy ẩn đi, hãy quán từ bi, hãy niệm cái câu hỷ kiến Phật đi. Thì nói thì thầy nói là thầy nói, nhưng mà thật sự nó không phải một ngày một bữa mà làm được, nhưng mà do cái miệt mài. Sau này á, khi tôi nghe được cái lời giải đầu tiên của sư ông Trúc Lâm, lúc đó giờ thời ra băng cassette rất là hiếm, rồi của cô Như Thủy, rồi tôi mới tìm hiểu cái quán từ bi là cái gì. Thành ra góc đầu cái tôi tập, tôi nhìn người bằng cái đẹp. Dẫu rằng á, tôi có cái miệng rất là dữ, là tại vì tôi sanh ra tướng tinh ông Kim Cú, cho nên tôi nói rằng là ghét, nhiều người ghét lắm. Nó cái ngày, cái giờ, cái năm nó sanh ra như vậy rồi. Cho nên lời đó tôi chỉ có người hiểu, thương, quý thì họ ưa thôi. Chứ còn cái người mà không có hiểu, không thương, quý là họ rất là ghét. Cho nên giống như chim cú nó kêu cứu cứu mà nó cứu người chứ nó đâu có, nó hại người. Nhưng mà hãy nghe tiếng chim cú là ai cũng ghét. Chỉ trừ ra người Mỹ hôm nay là thích con chim cú thôi. Người Việt Nam mình không biết các gì ở quê nhớ không? Hãy nghe, tôi nhớ hồi nhỏ đó, sau năm 75 cho tới năm 80 mấy, những cái năm đó là rừng rậm hoang vu, rồi thời sau chính cái năm những chiến tranh chết nhiều đó, rồi cái những cái lính cũng chết, mà bên chính quyền nào cũng có người chết hết á. Thành ra bắt đầu nó sản sinh ra con chim cú rất là nhiều, chết người nhiều quá sau cái thời chiến tranh, thì con chim cú được tồn tại, nó sống rất nhiều. Sau chiến tranh từ năm 78 cho tới năm 80 mấy đó, tôi nhớ đó, nhà nào á họ cũng đi móc đất để họ nặng cục đất sét, rồi họ để cái rơm vô đó để họ lị con chim cú. Cứ tối cái nó đậu sau nhà ta đi cú cú là nghe cái tiếng rất là mắc ghét. Hay nó đậu tới đâu là người ta cái cục đất sét nó có miếng rơm này nè, cái ta đốt rơm cái nó cháy rơm cái nó liền vậy, thì cái rơm nó xẹt giống như là pháo nổ, pháo bông vậy đó, là nó hoảng hồn nó bỏ nó chạy. Thì bây giờ á, từ cái câu chuyện đó mới nhớ là con chim cú nó nói chứ con chim công, nghĩa là sao cái số của tôi á, là tôi đi đâu cũng bị người ta luyện hết trơn, mà tôi thấy cái nhà nó sắp đại nạn, tôi báo cho họ biết cái nạn, họ còn ghét tôi còn luyện tôi nữa, chứ đâu phải tôi lại tôi kêu cho họ nạn đâu. Còn con kim công thì tại sao mà anh kêu á, tới rồi anh hót anh kêu thì người ta lại thương, người ta nuôi, còn tôi thì ghét. Hẹn kim công ấy, người ta ghét anh là tại cái tiếng kêu của anh. Khi nào anh sửa được cái tiếng kêu của anh thì người ta thương anh à. Nhưng mà cái nghiệp con chim cú nó vậy là sao nó sửa, thấy không? Nó khó sửa lắm. Thì giống như tôi cũng vậy, tôi có cái tật nói. Nhưng mà sở dĩ á, nếu nói về riêng cái là thật lòng, cái tâm tôi không bao giờ, cuộc đời này tôi không bao giờ giết người với ngựa. Tôi có lời thề, dầu tôi hận người đó có thể chơi tôi tới tột cùng, nhưng mà khi tôi thấy người đó tới đường cùng, không bao giờ tôi đẩy cho người ta rớt xuống tới đường cùng. Và không bao giờ cái tâm tôi là nghĩ rằng người đó sẽ bị cái nhân quả ác, không có. Cho nên vậy mà tôi mới tồn tại tới ngày hôm nay. Và nụ cười của tôi á, thì mới được một số người họ đón nhận là nó thấy cái tướng ông này cười giống như ông Di Lặc. Nhưng mà từ khi á, bữa nào mà tôi nổi sân á, thì cái mặt tôi nó giống như gà quỷ vậy đó. Đó là sự thật nó như vậy. Thành ra tôi nó hiện ra hai cái tướng. Đối với người gặp mới gặp và người yêu thương thì tôi có hiện cái tướng của Ngài Di Lặc. Mà đối với người không ưa, người ghét thì nó hiện cái tướng của
giả so của Tiêu Diện. Đó là nó trở lại. Thế thì bây giờ chính tôi cũng chưa biết tâm tôi lúc nào là Bồ Tát, lúc nào là giả soa. Thì làm sao tôi biết được cái tâm người? Như vậy thì tất cả mình là Phật tử, vậy thì mình theo đạo Phật để làm cái gì? Để nhìn cho được cái tâm mình và thấu được cái nỗi lòng của mình và xuyên suốt qua cái tâm người. Thì ngoài đời họ nói câu là như hồi nãy tôi nói đó, dễ cọp, dễ da, xương khó dễ, biết người, biết mặt, khó biết lòng. Họ còn nói nhiều câu hay lắm. Nên đó là thiên khả độ, địa khả lượng, đô chỉ nhân tâm bất khả phòng. Trời có thể đo, đất có thể đo, nhưng mà tâm người không thể phòng. Hay là thủy tri trưởng thám tri thâm thiển, nhân dụng tài giao kiến giải tâm. Họ còn nói là đi qua sông á, muốn biết cái khúc sông đó, muốn biết cái dòng suối đó sâu hay cạn thì lấy gậy, là thủy tri trưởng thám, lấy gậy mà dò. Nhưng mà nhân dụng tài giao, muốn biết cái người đó tốt hay xấu là lấy đồng tiền mà đo. Người đời họ đưa ra những cái câu rất là nặng nề như vậy. Nghe đó, nó là không nặng nhưng mà nặng. Rồi đó là giao nghĩa bất giao tài, giao tài nhân nghĩa đoạn. Mình giao thiệp á, tình nghĩa thì đừng có dính đến tiền bạc, mà dính đến tiền bạc thì đoạn. Rồi hay là nói là thủy để ngư thiên biên nhãn, cao cả xã hề nê khả điếu, đô chỉ nhân tâm chỉ tất gan, chỉ tất gan thôi hà khả liệu. Có nghĩa là con cái thủy để ngư là con cá nó lội trong nước, thiên biên nhãn là con nhãn nó bay trên cao trên trời. Nhưng mà cá đó người ta còn câu nó được, nhãn còn bắn nó được, nhưng mà lòng người trong gan tấc mà không ngừa được. Cuối cùng tất cả đó là các cái tôn giáo hay là các cái lời của các vị tiền bối trước đều không giải quyết được cái tâm. Vậy đó không? Nó đã đời cuối cùng đâu giải quyết được. Nhưng mà riêng tới đạo Phật thì Đức Phật giải quyết được là lòng con người chỉ có năm tắc thôi. Năm tắc cái gì? Là lấy ngũ dục ra mà đó. Là tài, là sắc, là danh, là thực, là thùy. Tâm người trong năm giai đoạn năm tắc đó đó là ngũ dục lạc á. Nếu như con người mà nặng về ngũ dục lạc thì coi như con người này đang gọi là trầm nịch. Tuy nhiên cũng may á, là có năm ngũ dục lạc này á, dục lạc này thì lại có người thì ba, có người hai, có người một. Còn nếu năm thứ này mà ai mà không có đó thì bậc thánh nhân. Có người thì cả cuộc đời chỉ mê đồng tiền thôi, chứ họ không mê sắc đẹp. Yêu cầu có tiền thôi. Ví dụ như giờ có nhiều người có tiền, kệ vợ xấu xí không sao, miễn có tiền thôi à. Còn không quan trọng người vợ mình. Có người thì vợ phải đẹp, còn tiền không có được, miễn có vợ nhà đẹp. Cho nên vợ phải trang trứa, phải sửa soạn này kia nọ. Rồi có người thì vợ không quan trọng, tiền quan trọng, hai cái danh. Yêu cầu cái chức tôi to, cái địa vị tôi lớn, tôi thế mẹ kia, chứ tôi không cần. Kể có tiền không có, miễn ra đi có người nể nang cái danh tôi, chức vụ tôi. Nhân dân rồi ngủ nghỉ cũng vậy. Thật ra cũng may là năm thứ đó thì thường con người á không có kẹt hết hoàn toàn. Chứ nếu một người nào mà kẹt hết hoàn toàn năm thứ là không cách nào tu được hết trơn. Nhưng mà rồi á thì Đức Tinh Thần nhập Phật, Đức Phật dạy người tỳ kheo, người tu thì đoạn sắc dục trước. Phải đoạn sắc dục. Bởi vì đó là cái điều mà để cho đi trong cái dòng luân hồi sinh tử.
cái chuyện tham tiền á, chuyện này kia nọ thì nó còn đỡ hơn, nhưng mà chuyện sắc dục thì nó nặng nề đối với người tu. Rồi nói chung giữa tu với tục á, thì lại nặng nhất là cái danh. Mà cái danh là nó đi liền với cái bản ngã, cho nên nó phải đoạn cái danh. Ngày nay sở dĩ thí dụ như một cái tổ chức Phật giáo giáo hội, sở dĩ ngày nay nó điêu tàn như là tại đa phần là chạy theo cái danh. Mà Đức Thế Tôn ngày xưa, nếu như Đức Thế Tôn mà con người Đức Thế Tôn mà không phải là bậc gọi là xuất thế hoàn toàn ấy, mà ngay Thế Tôn còn sống mà Thế Tôn thành lập cái giáo hội đó, thì coi như ngày nay là mình Đức Thế Tôn là không có giá trị trong thực tiễn rồi. Mà Đức Thế Tôn ngay khi còn sống đó, Đức Thế Tôn dạy cho chư tỳ kheo phải lấy cái giới luật làm cộng trụ, lấy tỳ ni làm pháp để tu, chứ không có cái gì một thứ đệ trên dưới. Tổ chức giáo hội nào có tăng thống, tăng can, chủ tịch, phó chủ tịch, hay là tổng vụ này, trưởng ban kia không có. Mãi kéo dài cho tới năm 1964, sau khi cái chế độ đàn áp tôn giáo, rồi sau khi đó rồi đủ thứ nó dính liền tới chính trị, chính em đó, rồi lật đổ chế độ Ngô, họ Ngô đó, rồi sau đó rồi thành lập cái giáo hội á, rồi nó kéo dài tới bây giờ nó mới tan nát luôn. Đó là sự thật, những cái sự thật nếu không nói ra đó thì đời sau họ không biết. Mà hả, tôi nói trước á thì tôi chịu đựng bao nhiêu cái búa rìu, nhưng đó là cái sự thật. Sau khi thành lập giáo hội năm 1964, gọi là giáo hội giáo Việt Nam thống nhất rồi, chính là sư ông Minh Thông á, chứ không ai xa lạ, Hòa Thượng Minh Thông ở Quỷ Nghiêm á. Hòa Thượng dạy cho tụi tôi, Thượng nói rất rõ ràng, Hòa Thượng nói tụi các chúng ta có biết không, khi thành lập giáo hội rồi là lên nắm chính quyền rồi đó nghe. Cái bệnh viện hồi thời xưa mà bệnh viện Chợ Lớn á, thời đó là tập trung ở Ấn Quang, ở Quỷ Nghiêm rồi, thì đa phần tăng ni ở khu vực Chợ Lớn. Có nhiều tăng ni đi vô khám bệnh á, mà chưa tới cái giờ, chưa tới cái số của mình á, ngồi vỗ bàn nè. Hỏi cô y tá, hỏi bác sĩ, cô có muốn làm việc ở đây nữa không? Hay là muốn nghỉ? Ý vậy là hiểu gì không? Tỏ vậy ta đây là những việc quan trọng đó. Nó mất cái uy nghi của người tu, nó mất cái phạm hạnh người tu hết sức vậy đó. Cho nên á, tôi á, thật sự tôi học không giỏi đâu, nhưng mà tôi nghe các ngài nói cái gì á, là tôi nhớ, tôi ghi trong đầu tôi, là tôi ráng, tôi làm được, tôi làm. Thí dụ tôi tới cái chỗ khám bệnh, tôi không có đứng lên ngồi xuống bôn ba như những người tầm thường khác. Bị tôi nghĩ thôi, người tu mình chừng nào nó tới cũng được, còn nước cũng không có tranh giành. Kể cả sư ông Từ Thông, tôi nói xin lỗi sư ông Từ Thông, tới nóng nóng vậy nè. Mà hồi đi sư ông đi khám mắt rồi nè, tới người ta khám mắt ta ngồi đầy hết, thì sư ông tới thấy quá trời đâu là sư ông xin đi về đó. Có nhiều người nói, bác qua thượng, ở lúc đó còn thượng tọa đó, thượng tọa chờ một chút đi rồi con khám thượng tọa, lúc đó còn là thượng tọa đó không. Làm đúng việc hành chánh thì là Hòa Thượng dòm hai bên hàng ghế này, còn mười mấy người nữa. Thì Hòa Thượng mới hỏi chứ mười mấy người nữa này là bao giờ mới xong. Thì nói thẳng khoảng đầu giờ chiều, 2 giờ chiều ngày lại. Trong khi ta nói ngày chờ đi, ngày chờ ưu tiên, ngày Hòa Thượng là thượng tọa rồi. Nói ai có nhiều người biết ở đây là thượng tọa Từ Thông, là hiệu trưởng trường học rồi kia, thì ta khả nể dầu đạo nào đâu kia, nhưng mà Việt Nam thì cái danh mà phải không? Tất cả nể cho bà ngài nói không. Một con người nóng tánh, một con người có danh vị mà tôi nhớ hình ảnh đó. Tới chừng đi về hỏi, sư ông sao đi khắp mắt gì thì lúc mới về kêu bằng thầy không? Mà thưởng ra tôi kêu sư ông. Mà thưởng nói các thầy kêu bằng thầy thì nó hay nhất. Nếu sau nay thầy nó đi khắp mắt mà sao bữa nay về sớm cho thầy. Cái ông nói, khám cái gì? Còn mấy chục người ngồi mỗi bên hàng ghế, còn mười mấy người. Mà bây giờ tôi là thầy chùa, mà không lẽ tôi quý tử thông sanh mà tôi phải dành đi khám với người ta hay sao?
thôi đầu giờ chiều tôi hỏi cho mấy chục người này là hết mấy chục người này rồi tới tôi là khoảng bao nhiêu giờ nữa, nó là khoảng 1 giờ mấy thì 2 giờ ngày tới, 2 giờ chiều tới người ta cũng hội đông như vậy đó, rồi ngày về mấy lần như vậy khi ngày mới được khai, ngày khai chứ không có ưu tiên. Trở lại vấn đề á, tăng đi vô ý vô sức đi, cho nên lúc bây giờ là sau khi lật đổ chế độ của Đình Diệm rồi thì nắm tiếng Việt là Phật giáo, nắm tiếng Việt coi như là tăng ni, coi như là nghĩ là mình là nhân vật quan trọng số 1, vô bệnh viện Chợ Lớn vỗ bàn vậy đó. Hỏi coi, tôi ngồi tôi chờ từ nãy giờ hỏi bác sĩ của cô có muốn làm việc ở đây nữa hay không, là ý nó là tôi về tôi báo 1 tiếng là cho bác sĩ nghỉ đó, biết không. Nghe lời Hòa Thượng Minh Thông nói cái đó, rồi thấy cái hành động Xuân Thù Thông nói, cho nên mỗi lần tôi đi bệnh viện hay tôi đi bác sĩ, tôi đều thấy cái hình ảnh đó trước đầu tôi. Cho nên người tu của mình đó, không có quý tử tham sanh. Dù biết rằng cái chuyện khám bệnh, thì bây giờ ở Mỹ nó hay cái chỗ đó là tới ai người đó khám à. Được cái bên Mỹ thì nó đặc biệt, nó không nói thế là tổng thống hay là thượng nghị viên, hạ nghị viên, thống đốc gì đó, đặc biệt là bên đây là cứ nhỏ lớn thì cũng get like hết. Trở lại tôi muốn nói á, cho nên nói người tu á, mình nghe á, thì mình thấy nó đơn giản, nhưng mà nó không giản đơn chút nào, phải không? Nó từng cái chi tiết nhỏ vậy á, để nó thể hiện cái lòng từ bi. Thể hiện cái lòng từ bi. Cho nên tôi nghĩ rằng á, chúng ta tu cái gì không biết, tụng kinh có ngàn chữ, ngàn câu nữa cũng không bằng mình quán được cái tâm từ bi. Mà khi mình quán được cái tâm từ bi rồi á, thì con người mình nó nhẹ ghê lắm. Còn mình thiếu cái chất từ bi á, lòng mình đã luôn nặng trĩu à. Các vị mà quán được cái từ bi tâm á, tôi thấy giống như là mình vô sự vậy đó, vô tư vậy đó. Ngộ nghe, tu cái tâm từ bi theo lẽ nặng cái tâm từ bi, nhưng mà tu rốt ráo được cái từ bi tâm rồi thì nó giống như vô tư vậy. Có nhiều thầy giống như vô tư, thấy không? Nhiều thầy ai chết mặt ai mình tưởng đâu các thầy vô sự vô tư hết sao? Nhưng mà bởi vì các thầy tu đạt tới cái trình độ nhất định đó rồi thì quý thầy có bồn tròn cũng vậy thôi, không lo gì được hết. Còn mình đó thì mình chưa tu rốt ráo, cho nên sao vậy, mình lăng xăng mình lăng xăng, mình gọi là thích thể hiện. Thành ra cái diện vậy, hãy tu rốt ráo rồi thì giống như tổ sư Huyền Giác nói câu là rồi tất cả khỏi tu không cần chứng. Bởi vì nó rốt ráo rồi, phải không? Khỏi tu mà nó đã rốt ráo rồi, đại ngộ rồi thì hiện ra các pháp giai không. Khi người đại ngộ rồi thấy cái gì nó cũng giai không. Giai không đâu phải là ngoan không, mà nó là không thực thể, nó không cố định, nó không trường tồn, nó không có nghĩa là đứng yên, không tác giả. Vì cái tu nó quan trọng hơn thua thành tựu đạo pháp hay không là ở chỗ mình tu để mình thấy cái dây không đó. Rồi tất cả. Vì vậy mà cái câu đầu vô tổ sư người ghé là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Bực tu và tuyệt học vô vi nhàn đạo, sống cuộc đời nó nhàn đạo, là cái đó là cái bực tuyệt học. Đó là cái những gì mà tôi giới thiệu cái chữ biết người thôi. Nãy giờ nó đã là muốn biết người thì biết mình rồi, phải không? Đó là mỗi cách mà để cho thầy tính rồi coi. Nhớ là cái lập luận của người giảng sư là như vậy. Nếu như khi nào tâm tôi mà hết tất cả mọi công việc rồi nè, là tôi sẽ cố gắng, tôi gọi là tôi đào tạo cho các vị luôn cái cách giảng sư. Còn tại vì tôi quá nhiều công việc nó bôn ba rồi, nó dập nó nhiều, cho nên nó nhiều khi vô đề hay là mở đề hồi đó là tôi đá vào lái, tôi quýnh lung tung beng, là tại vì thật sự ra là bởi vì mình nó bị ba bên bốn phía nó dồn dập, nó rất là uổng. Thật sự tôi biết rất là uổng cho cái quãng đời mà giáo dục của tôi,
Cho nên thường thường tôi phải phải cúi mình, mà tôi nói với các Phật tử các nơi, những ai hiểu tôi là phải cố gắng, muốn tiền vàng phải đẩy cát là như vậy. Bởi vì tôi chưa được trọn vẹn cái tâm tôi nó gọi là đứng yên, cho nên thì tôi không thể nào mà mở miệng ra là gọi là nó hoàn toàn thanh tịnh được. Tuy nhiên thì hiển nhiên nó cũng phải có giai đoạn thử thách luôn cho các Phật tử. Ngày hôm qua thấy cái sự việc mà của cái chùa ở bên Bắc Cali, rồi cuối cùng họ mượn cái danh tôi, họ viết họ kèm 3 lần cái tên tôi vô, và tôi cũng bất cười, tôi đến đây rồi tới nữa rồi đó. Họ ca ngợi tôi thì coi chừng hẳn cái người ca ngợi thì tôi chuẩn bị có đối thủ. Nên cuộc đời là nó khổ vậy đó. Thành ra tôi rồi, hãy chuẩn bị, tôi phải chuẩn bị, mà chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị có người chửi. Nhưng mà tôi phân tích rất là rõ ràng về cái mọi công việc, chứ tôi không ý đạp đổ ai hết. Tôi cũng không chê bai chỉ trích ai hết. Cho nên tôi nghĩ rằng cái chuyện này thì nó không giống như các cái lần trước đâu. Nhưng mà mình nói cho các huynh đệ biết vậy đó. Cho nên có những khi mình chấp nhận, mình chịu đựng, mà cái mục đích của mình là vì cái việc đạo pháp để cho nhân sinh, thì cái sự chịu đựng của chúng ta nó không có lộ lã gì hết. Và cái nữa đó là những người họ công kích, họ chửi bới mình đó, thì nếu suy cho cùng, nghĩ cho tận, thì đó là những cái quyến thuộc của mình ở đời sau. Bởi vì vô cớ mà họ nghĩ tới tên mình, mình đã gieo vào đầu họ cái chủng tử, dầu là không phải là chủng tử lành. Nhưng mà thường thường ta nói ghét của nào thì trời trao của đó. Cứ việc ghét tôi đi, rồi sau này là lời sau là quyến thuộc tôi hết à. Cho nên tôi rất luôn luôn tôi chuẩn bị cái tinh thần, tôi có chết đi là tôi trong vòng mấy ngày là tôi đầu thai lại, là chuẩn bị tôi lo cho đệ tử tôi tiếp tục à. Tôi không có giải thoát được. Đó là tôi chuẩn bị cái tinh thần. Nhưng mà tôi có cái lời nguyện á, là ngày xưa đó, tôi nhớ Hòa Thượng Trí Quảng nói đó, hồi Hòa Thượng mới đi tu, Hòa Thượng phát tâm, Hòa Thượng mạnh mẽ lắm. Hòa Thượng nói nguyện cho ảnh ương ếch nhái rồi nó nhảy tới, Hòa Thượng đổ hết à. Nhưng mà khi đi học bên Nhật về làm đạo rồi đó, mấy bà quý Hòa Thượng mà đeo từ ngoài cửa ấn qua mà đeo vô tới phòng, Hòa Thượng mới sợ. Hòa Thượng nói thôi, lỡ đời này đời sau nguyện đó, độ người trí chứ không dám độ ếch nhái ảnh ương. Đeo từ cổng vũa đeo vô tới cái phòng. Tôi thì chắc không đến nổi. Cho nên chỉ có cái là tôi chuẩn bị cái tinh thần để độ những người ngang ngược. Mà cũng phải như vậy thôi. Tại vì cái tánh chí khí ngang ngược của tôi thì tôi phải độ người ngang rồi. Cho nên tôi chuẩn bị tinh thần đời sau. Còn tôi có nói với các quyến thuộc tôi đời nay á, đời sau chưa chắc thì gặp tôi. Tại vì các vị, ví dụ như giờ các vị tôi có vị nguyện về tịnh độ, thì tôi nguyện ở Ta Bà thì sao gặp nhau? Thì mỗi người đời sau có người tiến hướng đi. Có người ta tu phước thì ta sanh thiên, thì tôi ở Ta Bà thì cũng không gặp nhau. Cho nên đời nay mình gặp nhau, cùng nhau tu những cái lời của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà mỗi người có cái đường hướng tu đi lên, hoặc là ở lại đó, ở Ta Bà để độ sanh với cái hạnh nguyện, thì những người cùng tu về đây chưa chắc gặp nhau một cõi, mà phải đi cõi này cõi khác. Nhưng mà những người mà rắc rối và lùng sùng và gieo quán hờn, gieo quán trái đó, thì chắc chắn mới gặp nhau. Đó là hiển nhiên rồi. Cho nên tôi chuẩn bị cái tinh thần tôi dữ dằn lắm, chuẩn bị ngôn từ, chuẩn bị tính cách, chuẩn bị tư tưởng. Là nặng là tôi đổ cái gánh mà bao nhiêu năm nó chửi tôi đó. Là đời sau các vị coi đó, nó sắp hạng nó ngồi dài. Và chỉ có cái sợ cái đó, là nó đuôi mù, nó sức mẻ rồi, nó sắp hạng, chờ tôi phát hòa không thấy hồ. Cho nên cái chuyện từ thiện đây là tôi cũng bớt lại. Tại vì là quá, cái sao đó, nó sắp hạng nó việc nhận hòa không là thấy mồ, phải không? Cho nên thôi, thành ra tôi nói trên đời nó chỉ một niệm thôi. Một niệm thôi mà nó dẫn mình đi trong luân hồi sinh tử. Giống như
Dù Yên có nhớ tình tôi hay kể chuyện mà vụ mặt có hai người sống ở nhân gian này không có làm bao nhiêu điều tội mà cũng không có tạo bao nhiêu điều phước đâu. Cái tới chuyện đi xuống coi âm ty, cái rồi ông vua hỏi chứ giờ ông lật sổ bộ ra coi thì đó nhân gian này hai người cũng không có làm điều gì tội mà cũng không có tạo phước nữa, thì vậy thôi thì được đầu thai làm người. Nhưng bây giờ không có làm gì tội, không có tạo phước thì bây giờ do các ngươi chọn đi, chứ giờ ta cũng không có quyết định được. Giờ ta cho hai thăm, một cái thăm là trở lên nhân gian này đó hưởng thụ, một cái thăm á thì trở lên nhân gian này đi làm lợi ích cho chúng sanh, cho các ngươi chọn. Thì cái ông kia ông nhanh trí, ông nói thôi tôi nguyện chọn lên nhân gian này, tôi ngồi một chỗ tôi hưởng thụ. À ông kia nói thôi anh bạn tôi chọn vậy thôi, còn thăm thì thôi tôi chịu, lên nhân gian này đi nơi nào tôi cũng đi làm lợi ích cho chúng sanh. Thì khai ông đầu thai lên thì đúng, ông đầu thai lên làm cái ăn mày gọi đầu đường hưởng thụ. Còn ông ấy thì coi như là làm tối ngày làm giám đốc làm bác sĩ gì đó, mà cứ tối ngày phải có đồng tiền bao nhiêu là đi bố thí. Cuối cùng ông này bữa đó mới đi ngang cái ngã tư đường, nó dừng lại, nó thấy anh kia anh ngồi anh xin, thấy tội nghiệp mà thấy cái tướng theo quen quen, thôi dừng xe lại cho anh dừng xe lại. Kiểu vợ nó nên coi vợ nó thì thấy anh bạn mới năm nào mình đã từng gặp ở dưới cõi âm ti, thế thì nói ủa sao anh ngồi đây. Rồi cuối cùng hai ông mới ngồi bàn chuyện rồi mới khiến có cái phước duyên gặp một vị thánh tăng. Thì nói tại vì ông này ông nguyện là lên nhân gian này ông chỉ còn chỗ hưởng thụ thôi, thì cái niệm khởi như vậy đó cho nên nó dẫn liền đi vào vòng hắc khí. Hắc khí sanh ra gặp gia đình nghèo khổ, gia đình khó khăn cho nên phải trả cái nghiệp ngồi đó mà bây giờ ăn mày ăn xin. Anh này khi mà anh phát nguyện thôi để cho lên nhân gian này anh làm lợi ích cho người, cho nên anh đi vào con đường bạch khí là đường đường sáng suốt, cho nên anh đã lên là dân trí thức, dân học cao hiểu rộng, tối ngày có tiền của đi làm phước theo chỉ một niệm thôi. Vì vậy mà tại sao người tu của mình á nó quan trọng cái giờ phút lâm chung rồi nghe. Cái giờ phút lâm chung của mình mà chánh niệm đó là mình chọn giờ đó, chứ đừng có nói là 49 ngày. Cái người nào nặng nghiệp lắm á mới ở dương dẫn 49 ngày, chứ không ai mà ở dương dẫn 49 ngày. Tôi nói các chị đừng có buồn với tôi, thứ nhất là nếu mà tôi tu á mà tôi có thần thông á thì tôi ráng ở 49 ngày để tôi bóp hồng với người tôi bày đó để cho họ sợ. Còn mà lúc tôi không đủ cái đó, đó là tôi vừa tắt hơi là tôi đi đâu khác, tôi đầu thai liền. Đừng có dạy trong 49 ngày đi lẩn quẩn nó làm cái hồn ma, đi lẩn quẩn rồi gặp nó vô minh á. Nó vô minh nó chui vô tầm bậy, nó móc ra liền vô, móc ra liền vô thấy mồ á nghe. Tôi nói thiệt. Cho nên làm sao mà khi chánh niệm lúc lâm chung á là vừa tắt hơi một cái là mình đi ngay cái con đường bạch khí liền, là chắc chắn đầu thai lên vô nhà giàu nè, trí thức nè, danh vọng nè, dễ tu. Vì đầu thai vô nhà nghèo sao mà tu, không có nói vậy là mình cứ dễ người nghèo. Gặp mà vô nghèo rồi cha mẹ cờ bạc, rồi cha mẹ khúc chích, rồi cha mẹ rồi sao mình vươn lên được, thấy không? Cho nên nó rất là quan trọng. Thành ra tu gì tu không biết, dầu tu tịnh độ, tu pháp hoa, tu thiền, tu hiệu lực, nhưng mà phải chánh niệm một lòng chung. Đừng có dạy tiết mới ở 49 ngày. Sở dĩ 49 ngày đó là nói với những người mà tu hành mà còn lưu luyến của cải vật chất tình tiền thế gian á. Chứ thật sự ra cái người nhanh nhẹn sáng suốt không ở lại. Còn cái người mê mờ nhất ở lại là ma mới ngu nữa đó. Đã chết rồi bỏ thân này rồi thì lo thọ thân khác để mà tu chứ. Dạ dở là ma sao tu. Cho nên nó có nhiều người họ không tu hành, họ không sáng suốt. Họ nghĩ ông bà mình nhất là người xin lỗi người bắt á. Cứ đi trực cầu hồn, đi trục hồn cũng không có việc đó. Mà vô tình để ma nó dẫn lối, quỷ nó dẫn đường. Tại sao mình rủa quyền, rủa ông bà mình vậy?
ông bà mình chết rồi, ông bà mình ít nhiều cũng cuộc đời cũng có làm phước, cháu con mới giàu có chứ, thì làm sao mà có làm phước mà ma nào ở lại mà chờ. Thí dụ như các vị đi trục hồn bà nội về, bà cố về làm sao có. Cho nên mình phải sáng suốt, đừng bao giờ để ma quỷ, thầy đồng, thầy cốt nó dẫn đường mình ở trên. Đó là thật sự đó, nhiều người có tiền mà gọi ngu, nói dùng cái từ đó ta buồn chứ thì vô minh. Vô minh nó nặng cái từ ngu nhưng mà họ chịu vô minh. Không có vô minh, vô minh quá thì mới nghĩ tới điều đó, mới nặng ra cái tư tưởng vậy. Chứ còn ông bà cha mẹ mình, thứ nhất là cuộc đời con người thì sống không quá 100 năm, hiếm người nào 100 năm, thì dầu cho thí dụ cái tuổi thọ 100 năm nhưng mà chết 90 năm thì cũng 10 năm cũng đi đầu thai, tôi thí dụ vậy phải không. Nhưng mà hạ từ 60 trở lên là hưởng thọ rồi, không có quan ức. Kiểu bữa tôi đi ra chỗ gửi đồ về Việt Nam, cái nhỏ cái để thầy coi bối con coi, thầy coi tướng con coi sống bao lâu, tôi nói cô 99 tuổi chết quan á. Tâm linh chúng sanh nó vậy đó. À, cho nên trả lại vấn đề thì cái bài hôm nay dầu là tôi giới thiệu cái tựa thôi cũng hết gà là tôi nói cho các vị biết vậy đó. Nhưng vậy thì tổng kết lại cái bài học cái tựa thôi, không tôn giáo nào, không đạo giáo nào, không thần thánh nào mà giải quyết được cái tâm người hết á. Riêng đạo Phật đưa ra cái khuôn để đánh giá tâm người, đó là năm cái tắc tài sắc danh thực thì. Thôi tới đây nghỉ, ngày mốt một tiếp.